Hôm nay mùng 3 tháng 11, tại chi bộ khu phố Phù Lưu, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, đồng chí đại tá Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, phụ trách Đảng bộ thị xã Từ Sơn cùng đoàn công tác của tỉnh ủy, thị ủy và Đảng ủy phường đã tới dự buổi sinh hoạt thường kỳ. Chi bộ khu phố Phù Lưu có 141 đảng viên đang tham gia sinh hoạt. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ tập trung đánh giá, kiểm điểm công tác lãnh đạo trong tháng 10 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 11 với một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát động phong trào ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ, tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho cuộc họp Hội đồng Nhân dân cuối năm, động viên công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, xây dựng kế hoạch kiểm tra đảng viên năm 2021 theo Điều 30 Điều lệ Đảng, v.v. Tại cuộc họp chi bộ, các đảng viên đã có ý kiến về việc hoàn thiện hệ thống cống thoát nước sau lũy, xây dựng nhà văn hóa thôn, mở rộng đất nghĩa trang, v.v. Phát biểu trao đổi với chi bộ khu phố Phù Lưu, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, phụ trách Đảng bộ thị xã Từ Sơn, đánh giá nội dung buổi sinh hoạt phong phú đa dạng, sát với thực tiễn đời sống, đồng thời tạo được không khí dân chủ, cởi mở, sôi nổi. Các đảng viên đã tích cực đóng góp ý kiến. Đối với những kiến nghị của đảng viên trong chi bộ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Đình Lợi cũng đã giải đáp và đề nghị chính quyền địa phương quan tâm giải quyết theo quy định.